Có một bạn ở Bình Thạnh gửi Apple Watch qua cho mình đánh cái mặt kính nó bị trầy, cái SE các bạn. Thì để tiết kiệm chi phí với lại giữ zin cho cái máy nó còn nguyên áp suất, nó không bị nước vô á, cái mặt kính zin á, thì mình nên đánh bóng tại vì mình ép kính lại. Thì đánh kính lại nhằm mục đích là để giữ zin cho cái máy, không cho kính còn nguyên zin nó khó bể hơn. Rồi, đó là cái máy quánh kính á mấy bạn. Sau khoảng chừng 5 phút là xong một cái máy này, là hoàn thiện rồi đó. Cái này sau khi đánh xong thì nó như mới luôn nha. Rồi mình có phủ thêm một lớp nano để bảo vệ cái màn hình nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.